Rồi, đây là cái thân cây ti để gắn máy khoan nè. Cái này là đầu ti 12 mm nè. À, 12 mm nè. Rồi chúng ta gắn con bạc đạn một chiều của xe vô đây nè, gắn cho dán keo cho cái đầu nó lòi ra chút xíu. À. Rồi mỗi lần khởi động máy đút vô trong máy nè, quay theo chiều kim đồng hồ nha. Quay lại chiều kim đồng hồ. Quay ngược chiều kim nó xả máy, còn quay chiều kim đồng hồ nó mới bắt máy. À. Đây, cái đầu này. Đó, lúc dễ xăng vô.